trang trại Thanh Xuân giao giấy thư phẩm khách hàng. Ở xa thì trang trại sẽ đóng vào thùng xốp, còn các cái nhà hàng gần thì trang trại thì gói túi mang, bởi vì là đi có một chút cho nên là không cần đóng thùng xốp. Bà con khách hàng có nhu cầu mua giấy thương phẩm, chứng kiến, sâu và cà tắc kè thì xin mời liên hệ với trang trại Thanh Xuân. Bà con ở xa thì cần được chuyển khoản, trang trại sẽ đóng thùng gửi về các cái bến xe hoặc xuống ở các ngã ba, ngã tư gần chỗ bà con đón thì bà con sẽ đón được. Biết thông tin chi tiết thì bà con truy cập website trang trại thanh xuân.com. Bà con biết như này thì đánh nó ra tất cả để mình tìm hiểu để giá cả các cái loại thực phẩm rồi cách chế biến các món ăn. Bà con truy cập website sẽ thấy. Các mặt hàng thì có đây để quay các cái đây là chứng kiến. Đây là các cái gói chứng kiến để bà con chế biến các món ăn, các nhà hàng, quán nhậu. Đấy. Chứng kiến đấy, các cái tủ chứng kiến. Đây gồm cả giấy thương phẩm. Giấy thương phẩm thì gồm có 3 loại. Một loại là giấy trứng đã vặt cánh rồi và một loại giấy trứng chưa vặt cánh, còn một loại giấy thì chưa ra cánh, người ta hay gọi là giấy sữa, giấy non. Thì mỗi loại sẽ có một giá tùy theo khách hàng, các nhà hàng lấy số lượng càng nhiều thì giá nó càng giảm. Bà con ví dụ khách hàng mà lấy giá buôn thì để giao cho các nhà hàng thì giá nó khác, còn lấy lẻ thì giá nó khác. Cứ từ khoảng 10-15 cân trở lên thì trang trại Thanh Xuân sẽ gửi xe ô tô được cho khách hàng. Còn ít quá thì khách hàng, nếu mà lấy lẻ thì ít thì khách hàng, xin mời khách hàng chịu khó qua trại đấy giúp. Tại vì là ít quá thì mình sẽ không đóng được bọc vào cái thùng xốp, đi xa nó sẽ không giữ được cái độ lạnh. Đấy, thì đi xa quá nó không giữ độ lạnh, nó có thể gây hỏng hàng. Ít nhất phải từ 10-15 cân trở lên thì khi đóng một thùng xốp, ví dụ 10-15 cân thì đi một ngày được, nhưng mà tầm 3-4-5-60 cân thì có thể đi 2-3 ngày được. Tại vì trong một cái khối lượng lớn thì cái độ lạnh nó sẽ giữ được lâu, thì hàng nó sẽ đảm bảo tiêu chuẩn. Còn nếu mà đóng ít quá vào một cái thùng xốp thì nó không giữ được cái độ lạnh, đi lâu quá nó sẽ bị hỏng. Cho nên là các bác khách hàng mà lấy lẻ thì xin mời qua trại lấy giúp. Còn các bác khách hàng mà lấy buôn thì sẽ có giá hợp lý để các bác giao. Thông tin chi tiết thì các bác truy cập website trang trại thanh xuân.com. Đấy, các bác cứ đánh như này thì nó sẽ ra ngay. Đấy, các bác tìm hiểu có đầy đủ thông tin trong đó. Xem xong thì có vấn đề gì thắc mắc hay cần tư vấn hay hỏi thì xin mời các bác gọi điện. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video của trang trại Thanh Xuân. Xin chào các bác.